chào mừng các bạn đã đến với ngôi trường vùng cao, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai. Đây là ngôi trường khá là khang trang và thân thiện, cùng với 49 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên và 486 học sinh thân yêu. Từ lâu chúng tôi đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, là nơi mà các thầy giáo, cô giáo truyền tải những kiến thức vô cùng quý giá, nơi mà các bạn học sinh được học tập, tu dưỡng và sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi đang cố gắng từng ngày để xây dựng một trường học hạnh phúc. Vậy trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai đã và đang làm gì để xây dựng một trường học hạnh phúc? Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi. Nhằm an tỏa những giá trị yêu thương, an toàn và tôn trọng trong nhà trường, mong muốn xây dựng một trường học hạnh phúc do Sở Giáo dục Đào tạo Lào Cai phát động thực sự đã trở thành những mô hình an toàn, hiệu quả, ý nghĩa để mỗi ngày học tập là một ngày vui, để trường học thực sự là nơi ước đến chốn mong về với đông đảo học sinh với mục tiêu mang đến niềm hạnh phúc cho mỗi học sinh, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai đã cố gắng, nỗ lực xây dựng trường học an toàn, hiệu quả. Viên nhà trường được đảm bảo xanh sạch đẹp, thân thiện với cây xanh, bồn hoa, rau sạch được các thầy giáo, cô chú nhân viên và các bạn học sinh chăm sóc luôn xanh tốt suốt 4 mùa. Để có được điều đó, nhà trường đã tổ chức cho học sinh chăm sóc công trình măng non mỗi ngày. Nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, có đầy đủ phòng học, phòng ở, phòng chức năng, các phòng luôn sạch sẽ, có khẩu hiệu và nội quy rõ ràng. Nhà trường tập trung đầu tư xây dựng lớp học thân thiện, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tạo cho học sinh có cảm giác thoải mái như ở nhà. Ngoài ra, hệ thống các phòng chức năng như phòng tin học, phòng thực hành cũng được nhà trường đầu tư hiện đại, vệ sinh thường xuyên, tạo cảm giác đảm bảo cho học sinh thực hành song song với việc học lý thuyết. Sự tin tưởng của phụ huynh học sinh khi gửi gắm các con em vào theo học tại môi trường giáo dục của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai, sự tin tưởng và ủng hộ của phụ huynh học sinh chính là động lực lớn nhất đối với các thầy giáo, cô giáo để cố gắng, nỗ lực vượt qua thử thách và khó khăn, nguyện làm tròn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp chồng người, góp phần đào tạo nguồn lực con người của huyện vùng cao biên giới Simacai ngày càng phát triển, đáp ứng trong thời kỳ mới. Với đặc thù trường phổ thông dân tộc nội trú thì 100% các bạn học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ các thôn xã đặc biệt khó khăn. Học sinh ở lại tại trường, thế nên hàng ngày, mỗi sớm thức dậy, học sinh tại trường luôn được tập thể dục buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, sẵn sàng có một tinh thần thoải mái để học tập. Không chỉ chú trọng rèn luyện sức khỏe cho các em học sinh, một hoạt động nữa cũng không thể thiếu trong môi trường nội trú nhằm mục đích hướng tới môi trường học tập, sinh hoạt sạch sẽ, an toàn, hạnh phúc. Nhà trường tạo thêm sân chơi cho các em học sinh bằng việc phát động cuộc thi phòng ở kiểu mẫu dưới sự dẫn dắt và chỉ bảo tận tình của các thầy cô phụ trách phòng ở thì đa số các phòng ở của các em học sinh được trang trí, sạch, đẹp. Từ hoạt động thi đó đã rèn luyện cho các thế hệ trẻ tại trường, hình thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của các bạn học sinh giống như những người chiến sĩ. Theo là không khí thao giảng hàng ngày, không mệt mỏi trên từng trang giáo án của các thầy giáo, cô giáo đang truyền đạt các kiến thức vô cùng bổ ích. Các tiết dạy đều được chuẩn bị công phu, áp dụng công nghệ thông tin, linh hoạt và sáng tạo, tự tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, đồng thời là dịp để các thầy giáo, cô giáo trao đổi chuyên môn và hơn hết là thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để việc học không trở nên nhàm chán, thì hoạt động thi đua giữa các lớp với chủ điểm tôn sư trọng đạo do công đoàn trường phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức dưới nhiều hình thức thi như tiết học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt để học sinh luôn cố gắng học tập. Hơn thế nữa, món quà vô giá nhất mà các em kính dâng thầy cô nhân là những bông hoa điểm tô sáng bừng trên những trang vở, đó là việc nghiêm túc chấp hành nền nếp, kỷ cương, trau dồi đạo đức của các em học sinh trong nhà trường.
Ngoài việc học ở trên lớp ra thì các bạn học sinh còn học những tiết dạy học STEM trong trường, như dạy học STEM ở bộ môn mỹ thuật để học sinh thực hành vẽ tranh trên các bức tường bao quanh khuôn viên nhà trường. Từ đó, nhờ bàn tay khéo léo của các bạn học sinh kết hợp với sự giảng dạy nhiệt tình, trách nhiệm cô giáo, các bức tranh tường đã lần lượt xuất hiện phủ kín các bức tường. Thế nhưng điều cốt lõi khiến các bức tranh tường ấy trở nên ấn tượng, in sâu trong tâm trí mọi người có lẽ chính là nội dung thông điệp được gửi gắm trong từng sản phẩm. Như vậy, thông qua hoạt động trải nghiệm STEM trong bộ môn mỹ thuật, học sinh được thực hành, được áp dụng với nhiều điều đã học trong bộ môn và thực tế đời sống. Các em biết lựa chọn màu sắc, lựa chọn hình ảnh và tư duy trừu tượng để tạo hình cho các bức tranh trên những vật thể thô cứng và trở nên hữu ích, sinh động, đầy tính giáo dục. Ngoài ra, hoạt động đã và đang trở thành giải pháp đem lại nhiều hiệu quả, tích cực trong việc giáo dục, kỹ năng sống và công tác giảng dạy, xây dựng cảnh quan, trường lớp hăng sạch, xanh, đẹp tại đơn vị. Với những thành công ban đầu đã đạt được, thời gian tới nhà trường tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục STEM ở các bộ môn khác để tiếp tục từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra. Tiếp theo là chuỗi hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền về luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, trang bị, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện trong trường học. Qua các hoạt động, học sinh trong toàn trường được cung cấp thêm kiến thức về an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường bộ và giao thông đường thủy. Học sinh hiểu thêm khái niệm tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy trong trường học cũng như ngoài xã hội. Ngoài ra, học sinh biết thêm kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là cháy nổ ga, cháy nổ do điện và cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và cách cứu người khi bị điện giật. Tóm lại, qua các hoạt động trên, nhà trường đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống, tuyên truyền kiến thức pháp luật, kiến thức kỹ năng sống cho học sinh. Không dừng lại với những kết quả khả quan đã đạt được, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong và ngoài đơn vị để tổ chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các chuỗi hoạt động phong trào rèn luyện sức khỏe cho các thầy giáo, cô giáo, các cô chú nhân viên và toàn thể các bạn học sinh trong nhà trường. Các thầy giáo, cô giáo và các cô chú nhân viên tích cực tham gia giải bóng chuyền hơi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Simacai phát động, còn các bạn học sinh thì tham gia các lớp tập võ karate do và giải bóng đá nam cho tất cả các lớp trong nhà trường. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự tích cực vận động tuyên truyền của các thầy cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, giải bóng đá nam lần thứ nhất của nhà trường đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, khích lệ động viên rất lớn cả về tinh thần và vật chất của các bậc phụ huynh học sinh trong toàn trường. Các em học sinh tích cực luyện tập và tham gia giải đấu với tinh thần tập trung cao độ nhất. Nhiều đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đá đầy cảm xúc cả về kỹ năng sân cỏ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết của các em. Cuối cùng, nhà trường luôn đề ra quan niệm thầy giáo, cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Học sinh chỉ có thể hạnh phúc khi mà thầy giáo, cô giáo hạnh phúc. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh theo chủ đề của năm học 2022-2023. Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nghe cảm nhận của các thầy giáo và học sinh trong nhà trường. Có rất nhiều quan niệm về trường học hạnh phúc. Đối với tôi, trường học hạnh phúc là nơi mà giáo viên và học sinh đến trường đều cảm thấy hạnh phúc. Các em đến trường trong một tâm thế vui vẻ, thoải mái để học tập, để phát triển về cả thể chất và trí tuệ. Còn đối với giáo viên, hạnh phúc là khi được các phụ huynh học sinh quan tâm, yêu mến và tôn trọng, và đồng thời được nhà trường đáp ứng đầy đủ các cơ sở vật chất, các trang thiết bị để phục vụ cho việc dạy và học. Theo em, trường học hạnh phúc là được tự do trong khuôn khổ. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Simacai, em không chỉ được học nội dung trong sách giáo khoa mà em còn được tham gia vào các câu lạc bộ như câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ aerobic. Những câu lạc bộ đó đã giúp bản thân em phát triển toàn diện, và đặc biệt nơi đây còn có các tình yêu thương của các cô giáo, các cô chú nhân viên và các bạn học sinh trong nhà trường dành cho em. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương.
tôi sẽ làm một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương.